chỉ có 39.800.000 đồng. Giá bao gồm là hoàn thiện được kính hết, tặng đầy đủ kính màn khí đôn và một bộ combo cây trà, bao ship cho mặt kính 50 km. Vâng, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube Sửa Gối Giá Gốc và cũng như là tập đoàn Đồng Cơ Thiên Phú bên cơ sở nhé em. Hiện tại thì em Biện đang đứng trước một bộ sản phẩm Minco Boy hàng dày dặn. Thì trong thời gian vừa qua có rất là nhiều khách hàng có hỏi bên cơ sở nhé em là trong tài chính khoảng chưa đến 40 triệu có sở hữu được một bộ Minco Boy hàng dày dặn không. Thì hôm nay thì em vừa hoàn thiện xong ở đây là một bộ sản phẩm hàng Minco Boy hàng dày dặn gồm 12/12. Thì cái sản phẩm này thì em sẽ đến cuối video là em sẽ báo giá công khai cho mọi người. Thì giá sẽ đi bên trong giới thiệu chi tiết cho mọi người từng sản phẩm một các bác nhá. Thì đầu tiên thì bộ sản phẩm này như trên mình bác đang xem là gồm 6 món, một đoạn, 2 ghế, một bàn và một chiếc đôn kẹp ghế, một chiếc đôn thấp. Em đang kê chỉ hắt kê chiếu diện tích và phòng khách cho các bác cái khoảng là 15 m². Thì cái đầu tiên muốn giới thiệu các bác chiếc đoạn dài, em đang làm một kích thước dài 2 m², sâu 72 và cao là 1 m 22 phân. Toàn bộ là bản trương là trương liền khối, đục theo lối là voi chiến, dày 12 phân và hoàn thiện tất cả có 7 lớp BOM. Nhà em làm hàng phổ thông cho đến hàng VIP luôn luôn làm lúc nào cũng là chất lượng như nhau. Nên mọi người nhìn thấy giúp em, hàng phổ thông nhưng mà tất cả bên trong lỗ lên bên ngoài sờ nhân thí hết, trương liền. Và đến tiếp theo đó là cái vách. Vách cơ sở em đang làm là vách dày 4 phân, vách liền tấm nguyên cả tảng các bạn nhá. Vách liền tấm nguyên cả tảng và vách ở giữa là đục ngũ phúc, rơi ngậm đồng tiền. Hai bên riêng đục các con voi chĩa vào đồng tiền, nếu mà xem là rất đẹp như này. Hoàn thiện thì tất cả những góc cách chi tiết em đã quay rất là nhiều những cái video nhà em giới thiệu rồi. Hoàn thiện tinh kỹ hết, có 7 lớp BOM. Và cột là cột 12, hàng cột 12. Cột 12 sờ nhân thín này, T là T voi nguyên cối, T voi đặc nguyên cối hết, không chấp ghép. Ván mặt em đang làm với độ dày là dày 2 phân. Và các bác hãy nhìn thấy giúp em, bộ sản phẩm này hàng trộn vân toàn bộ, vân cũng hương đá tự nhiên hết các bác nhá. Khung tranh dày 4 phân, cổ chỉ 2 tầng, yếm đục hoa tây, chân là chân 12, yếm làm dày là 3 phân rưỡi các bạn, yếm dày 3 phân rưỡi, tất cả là được làm trên nền chất liệu hương đá 100% các bác nhá. Và tiếp với đó em xin giới thiệu các bác là chiếc bàn lớn. Bàn lớn này thì cơ sở em đang làm là toàn bộ là ván liền tấm, rộng 75 và dài là 1 m 42 phân. Mặt bàn này có đục là khung gương hoa là tây, khung gương hoa là tây và hoàn thiện là tinh kỹ hết, khung tranh dày 4, ván dày 2. Và bàn đôn thì là sẽ có đầy đủ ngăn kéo để các bác kéo ra vào đồ, kể cả ngăn kéo bên em cũng hoàn thiện cả bên trong. Chân là chân 12, đã chân 12 yếm là đục hoa tây chạy xung quanh. Và khi mua sản phẩm này thì em luôn luôn là sẽ tặng kính bàn và kính đôn và một bộ combo cây trà trị giá là 1.200.000 trên mặt bàn này. Tiện thể em giới thiệu luôn các bác là một chiếc đôn thấp để ngồi này. Em đang làm kích thước là rộng 40 và vuông 40, toàn bộ là ván dày 2 và khung tranh dày 4 phân, cổ chỉ là 3 tầng. Mọi người mua hàng bên nhà em về các bác kiểm tra thoải mái, đúng hàng, đúng chất lượng, anh xem mình vừa thanh toán. Đối với chiếc đoạn lớn là sẽ có 2 chiếc ghế đơn. Ghế đơn thì em đang làm với kích thước là sâu 71 và ngang là 97 phân, cao 1 m 22. Toàn bộ là bản trương liền khối, đục voi chiến, vách đục ngũ phúc, rơi ngậm đồng tiền. Đây các bạn xem này, đấy, mang lại tài lộc với gia chủ, vách liền tấm hết, mà nhà không chấp ghép. Cột thì là bản cột 12, cột không một tâm và vân của nó đẹp thôi rồi mọi người ạ, cột không một tâm và không một sâu. Tay voi thì em giới thiệu bộ sản này, tay voi nguyên khối rồi, nguyên khối hết, ván dày 2, khung tranh dày 4, cổ chỉ 3 tầng, 2 tầng và chân là chân 12 này, đục voi chiến, đục voi. Đấy, hai chiếc ghế đơn thì anh chị em mình cảm nhận giúp em. Một bộ sản phẩm Minco Boy cột 12 như này thì đối với các bác nào có phòng khách khoảng rộng tầm 25 m², tầm 20-25 m² kê vào rất là đẹp rồi. Và ghế đơn thì ngồi thì rất chịu thoải mái mọi người nhé. Đây một bộ sản phẩm Minco Boy cột 12 nhưng ngồi thì rất là thoải mái và vừa vặn. Và giữa hai chiếc ghế đơn là sẽ có một chiếc đôn kẹp ghế. Em đang làm với kích thước là rộng 40, dài 50, toàn bộ là hàng ván dày 2, khung tranh dày 4. Các bác hãy nhìn giúp em cái vân này. Đã riêng nói về gỗ hương đá thì ưu điểm của nó vân nó rất đẹp, gỗ đều màu và tôm gỗ rất là mịn. Đặc biệt là dùng càng lâu giá trị sẽ càng cao. Cái đôn này thì là cũng sẽ có một chiếc ngăn kéo để anh chị em mình kéo ra vào đồ. Cổ chỉ là 3 tầng hết, chân này đục voi. Và vừa xong thì em đã giới thiệu xong cho mọi người một cái bộ sản phẩm mẫu Minco Boy hàng cột 12, chân 12, hàng khung 4, ván 2, gỗ hương đá. Bộ sản phẩm này em đang bán ở mức giá chỉ có 39.800.000 đồng. Giá bao gồm là hoàn thiện đặc kỹ hết, tặng đầy đủ kính bàn khí đôn và một bộ combo cây trà, bao ship cho mặt kính 50 km. Các bác quan tâm một sản phẩm này em có duy nhất 2 bộ thôi. Mọi người chốt nhanh liên hệ qua số điện thoại cho em, qua số điện thoại em sẽ ghi lên video nhà em, hoặc là đến trực tiếp cơ sở nhà em ở đây để xem hàng. Địa chỉ nằm ở cạnh cây xăng Cầu Bài, thuộc xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Có tổng diện tích và cây hàng rộng lên tới 5.000 m², và đặc biệt khi mọi người đến sửa nhà em xem hàng
thì anh em có cả khu vực sản xuất mộc, khu vực trưng bày và cả khu vực hoàn thiện sản phẩm để mọi người qua xem. Đấy, có bác mà xem video của em thấy hay, em ủng hộ cho em xin nút like, chia sẻ và đăng ký giúp em. Có những bình luận, nó có ý kiến gì, anh chị em mình hãy comment lại ở dưới phần bình luận giúp em, để em sẽ cố gắng làm những video sau hay nhất có thể để phục vụ mọi người. Giờ em xin chào và hẹn gặp lại mọi người những video sau. Xin chào các bác.